MKV của Israel được đánh giá là một trong những chiếc xe tăng mạnh nhất trên thế giới, nặng 65 tấn, được đưa vào sản xuất đầy đủ vào năm 2001 và bắt đầu huấn luyện hoạt động với lực lượng phòng vệ Israel IDF vào tháng 7 năm 2003. Đến năm 2004, những chiếc xe tăng MKV đầu tiên đã được vào biên chế của IDF để thay thế những chiếc M60A1. Cựu chỉ huy lực lượng xe thiết giáp IDF nhấn mạnh rằng thiết kế của chiếc MKV vừa giảm thiểu tổn thất của một quốc gia nhỏ trong thời chiến, vừa bảo đảm các kíp lái có kinh nghiệm tiếp tục chiến đấu. Để thực hiện được điều này, MKV kết hợp lớp giáp dày và có góc nhọn để tăng chiều rộng của lớp giáp. Không giống những chiếc xe tăng khác, MKV có động cơ và hệ thống chuyển động đặt ở ngay phía trước, mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn cho các thành viên trong xe khỏi hỏa lực trực diện, đồng thời tăng không gian ở phía sau xe tăng. Tháp pháo của MKV hoạt động bằng điện thay vì chất lỏng thủy lực có thể gây nguy hiểm. Xe tăng này được trang bị hệ thống điều khiển điện tử và vũ khí được đặt trong một thiết bị chống đạn để giảm rủi ro phát nổ. MKV có súng M68 cỡ nòng 105mm. Bên cạnh đó, MKV có 3 súng chính, gồm súng máy cỡ nòng 7,62mm và 2 súng máy bổ sung cỡ nòng 12,7mm và 7,62mm.